Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh có gần 5,7 nghìn hecta bưởi. Để nâng cao sản lượng, chất lượng quả bưởi, ngành nông nghiệp cùng các địa phương đã hỗ trợ người trồng áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh theo hướng Việt Gáp và quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Sản phẩm không chỉ an toàn, chất lượng hơn mà còn góp phần tăng thu nhập cho người trồng. Vườn nhà ông Ninh trồng 150 cây bưởi đặc sản theo hướng hữu cơ và quản lý dịch hại tổng hợp IPM do Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh hướng dẫn. Sau khi áp dụng, vụ nào vườn bưởi của gia đình ông cũng được mùa. Không chỉ năng suất tăng mà chất lượng, mẫu mã bưởi cũng nâng lên nên ông không phải lo đầu ra. Hiện cái chương trình sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ này thì tôi thấy coi như vậy là có một số những cái ưu điểm như thế này. Cái thứ nhất là cây phát triển rất là đồng đều, ra hoa cũng như là đậu trái đạt cái hiệu quả năng suất như vậy là vượt trội, mẫu mã quả đẹp. Hai nữa là quả phát triển đồng đều và chất lượng đường trong quả có tăng lên. Từ năm 2020 đến nay, huyện Đoan Hùng đã hỗ trợ bà con nông dân gần 10 tỷ đồng để áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh bền vững, nâng cao chất lượng bưởi. Người trồng được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và xây dựng các mô hình thâm canh bưởi theo chuỗi liên kết sản xuất. Dự kiến năm 2023, sản lượng bưởi trên địa bàn huyện đạt 25.000 tấn, doanh thu ước đạt trên 400 tỷ đồng. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Đoan Hùng sẽ tiếp tục phối hợp, tăng cường sự phối hợp với các cái đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và các cái viện nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các cái hộ nông dân trồng bưởi ở trên địa bàn để cái quả bưởi Đoan Hùng tiếp tục giữ vững thương hiệu và cái mẫu mã quả bưởi và nâng cao cái chất lượng quả bưởi để phục vụ cho thị trường. Mô hình nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã quả bưởi được ngành nông nghiệp triển khai tại huyện Đoan Hùng, Yên Lập và huyện Thanh Thủy. Tại các vườn trong mô hình, tỷ lệ quả loại A đạt từ 70 đến 75%. Sản xuất theo quy trình này, trừ chi phí, người trồng thu lãi từ 200 triệu đồng đến 600 triệu đồng trên một hecta. Với cái kết quả đã đạt được của những cái mô hình vườn mẫu như thế này, thì trong những năm tới, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng bà con, hỗ trợ bà con thực hiện một cái gói biện pháp kỹ thuật. Thứ nhất là sau khi thu hoạch xong thì cắt tỉa cành, tạo tán, bón phân, thực hiện cái biện pháp thụ phấn bổ sung, tiến hành bao quả để nâng cao cái mẫu mã của quả bưởi. Năm nay tiếp tục là một vụ bưởi được mùa với sản lượng toàn tỉnh ước đạt trên 52.000 tấn, tăng hơn 3.000 tấn so với năm 2022. Địa phương và ngành nông nghiệp đang tập trung hướng dẫn bà con thu hoạch, bảo quản, quảng bá và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm. Dự kiến doanh thu từ trồng bưởi đạt trên 760 tỷ đồng.